luôn biết nghe lời ông bà bố mẹ và phải biết giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ nhất nhé. Và để giai điệu bài hát được hay hơn thì khi hát chúng mình phải chú ý thể hiện nét mặt thật là vui tươi và tình cảm nữa. Và sau đây xin mời các bạn cùng đến với câu hát đầu tiên trong bài hát. Hôm nay là của mẹ. Các bạn cùng hát với cô Phương nào. Hôm nay là ngày vui của bà, của mẹ. Các bạn cùng hát lại một lần nữa nhé. Hôm nay là ngày vui của bà, của mẹ. Các bạn cùng chú ý câu hát thứ hai. Ngày vui của cô giáo, ngày mùng 8 tháng 3. Các bạn cùng hát với cô nào. Ngày vui của cô giáo, ngày mùng 8 tháng 3. Các bạn cùng hát lại một lần nữa nhé. Ngày vui của cô giáo, ngày mùng 8 tháng 3. Và câu hát thứ ba. Hãy hát vang bài ca mừng bà, mừng mẹ. Các bạn cùng hát với cô Phương nào. Hãy hát vang bài ca mừng bà, mừng mẹ. Các bạn cùng hát lại một lần nữa nhé. Hãy hát vang bài ca mừng bà, mừng mẹ. Và câu hát cuối cùng. Con chúc mừng cô giáo ngày mùng 8 tháng 3. Các bạn cùng hát với cô cuối nào. Con chúc mừng cô giáo ngày mùng 8 tháng 3. À vừa rồi cô Phương thấy các bạn hát rất là giỏi đấy. Và bây giờ cô muốn các bạn cùng hát với cô lại một lần nữa và kết hợp với nhạc nhé. Và phải biết nghe lời ông bà cha mẹ nhé. Một lần nữa cô Phương xin chào và hẹn gặp lại.